Hoa sĩ Lia chào cả nhà. Đúng hẹn lại lên ha. 7 giờ tối hàng ngày em làm video giới thiệu cho mình tham khảo một số cây sứ Thái ghép ạ. Hôm nay thì trong video này em có một số cây hàng VIP và một số cây lẻ và cây bán lô luôn ha. Đa dạng luôn cho mình chọn. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 một giống hoa màu đỏ, hoa ba lớp màu đỏ. Tên là Long Thành, ba lớp đỏ tươi. Tàn bung rộng 1m ha, tựa dài. Cây ghép 10 bo, 1.300.000, Long Thành, hoành gốc 75, hoành gốc á, chiều cao 1m. Tiếp số 2, số 2 một củ dạng cơ bắp, cây nhỏ, cây này thì hoành nó 55 đổ lên ha. Ghép lạc hồng, màu đỏ viền, lạc hồng 6 bo, 150.000. Số 3 đến với một cây hàng VIP nữa. Cây này hoành gốc 95, chiều cao 1m, củ dạng cơ bắp lắm luôn. Đây, củ này nè, thấy không? Cơ bắp chia từng múi đều luôn ha. Cơ bắp là củ dạng củ tròn là nó chia múi đều củ luôn chứ không có bị lép. Nền hoa của nó là ba lớp. Nền vàng cam có gân đỏ thế này, hoa thơm nha cả nhà. Giống này là hoa chùm. Tựa dài, rễ khỏe. Mình thấy cái bộ rễ khỏe nó nuôi bo ghép mình lên đây. Nhánh nào nhánh nấy to chà bá luôn. To hơn ngón tay cái em nè nha. Mỗi cái nhà nhánh ghép của nó lên nè, nó bung một bo ghép ra từ 4 cho 6 tựa đến 6 tựa luôn. Rồi nó lên nè, nó dày lên trên, bắt đầu nó bung tựa, nó phân ra nữa. Nhìn tàn cây mình xum xuê. Bên em nói chung bán hàng lớn, em gửi hàng đi xa nên em để tựa dài như thế này, gửi đi đến nơi khách nhận sẽ ok hơn cái hàng tựa ngắn. Rồi mã số 3, 9 bo, Mỹ Linh 23. Nền vàng cam có gân, hoa thơm nhẹ, hoa chùm 2.000.000, hoành gốc 95, cao 1m. Số 4 mình đến với một lô nha. Một lô 5 cây được 7 giống, 550.000, 5 cây 7 giống, 550.000, bao ship tận nhà cho mình luôn. Rồi bắt đầu cây đầu tiên của lô số 4 là Mỹ Linh 23. Nền vàng cam gân đỏ hoa thơm, cây 7 bo. Kế tiếp một cây có cái đế rất là bắt mắt luôn, cây 5 bo. Ghép vân ngọc 4 lớp đỏ viền. Kế tiếp cây 2 giống Zanda, 5 cánh đỏ và vàng cam hoa thơm. Zanda đang chấm nụ. Và Bích Loan 2, hoa 4 lớp hoa thơm, cây 5 bo 2 giống. Chiếm ưu thế nhiều là Zanda nha. 5 bo. 4 bo Zanda, 1 bo Bích Loan. Rồi tiếp cây kế nữa là Hòa Khánh, màu tím sọc đỏ, tím đậm luôn sọc đỏ, cây 4 bo Hòa Khánh. Tiếp cây cuối của lô số 4. Cây này ghép cây 2 giống nè, Phú Thành 3 lớp đỏ tươi. Với lại Bảo Chân 9, 4 lớp hoa chuyển màu. Cái Bảo Chân là cái giống của nó hoa chuyển màu. 3 giai đoạn chuyển màu, hoa rất là bắt mắt luôn, hoa thơm. Rồi cây mình 4 bo ha. Một lô mình gồm 5 cây, mình xem lại giùm em. Một lô 5 cây ha, 7 giống. Màu vàng cam nè, màu đỏ nè. Rồi Bích Loan, nền trắng viền hồng nè. Zanda đỏ vàng cam. Hòa Khánh màu tím sọc. Phú Thành màu đỏ. Bảo Chân màu tím sọc, có pha vàng và hồng vô đó luôn. Rồi một lô thế này 5 cây 550.000 được 7 giống. Tiếp số 5 đổi về sau em sẽ bán lẻ. Số 5 là VIP lớp, hoa 3 lớp trắng, viền hồng đậm, 8 bo, 120.000. Số 6 là Kim Lân. Kim Lân hoa thơm, hoa 3 lớp, nền trắng và đỏ, cây 6 bo, 130.000. Số 7 đến với cây hàng lớn hơn. Thần Tài, 5 cánh đỏ. Đây, Thần Tài tựa dài, cái tàn nhìn xuất sắc luôn. Thần Tài 11 bo, 300.000. Số 8 đến một gốc củ già, củ quái. Cái củ này mới nhìn thì giống như hai người đang cập kè nè ha. Rồi ghép 2 giống. Cây 8 bo. 8 bo mà có 1 bo Dân Huế 5, 3 lớp hồng sọc. 7 bo Mỹ Diệu 1, 4 lớp màu vàng. Ai thích vàng tươi thì chọn Mỹ Diệu 1 ha. Mỹ Diệu 1, màu vàng tươi, 4 lớp hoa thơm. Cây 8 bo, 300.000, 2 giống, 2 màu. Tiếp số 9 cây ghép phân 2 tầng, củ dạng quái nè. Cái tầng cao á là phượng hồng 3 lớp, màu vàng, phớt hồng. Và cái tầng thấp á là Nguyệt Tâm 7, 4 lớp,
nền vàng cam, viền hồng nở vài ngày sẽ chuyển màu sang hồng. Cây ghép hai tầng, chiều cao khoảng 8 tấc, củ dạng củ quái. Ghép 6 bo, 300 ngàn. Số 10. Số 10 ghép hai giống. Paula 3 lớp nền vàng cam có sọc. Quốc công 2. Cây 5 bo, 2 giống. Cây này tựa rất là dài. Khách nào thích sưu tầm về chiếc riêng, đón cây này về đội mình chiếc riêng liền, luôn. Đây mình thấy cái tựa rất là dài. Cái tựa ngắn nhất là dài 2 tấc nha, mấy cái cao lên là cỡ 4 tấc đến 5 tấc luôn. Cây 5 bo 220 ngàn. Số 11. 11 là phương lam vàng, 3 lớp màu vàng, cánh nhọn, 11 bo 150 ngàn. Số 12. 12 cây dạng dáng phu thê. Đây, hai củ luôn nha. Đây là cái dáng cây của nó là nó đi chung chứ không phải hai củ em cố tình ghép như vậy ha. Cái củ nguyên liệu nó là nó đi dính hai củ nó lên song song thế này. Có củ này về mình tỉa cái rễ nè, hai cái phần hai nhánh rễ này bỏ lên. Nè, tỉa ba cái nhánh này nè là nó lộ ra cái bộ củ nó giống nôm, giống như rễ nôm á nha, nôm na giống như nôm á. Rồi cây ghép ha. 11 bo, mã số 12, 11 bo 300 ngàn. Thiên hương. Thiên hương 3 lớp trắng viền hồng. Đây, thiên hương. Nền trắng viền hồng đậm hoa thơm. Cây tựa dài tàn tròn. 300 ngàn. Số 13. 13 đến một giống hoa thơm nữa, tên là Reti. Hoa 3 lớp màu vàng tươi hoa thơm, 11 bo 150 ngàn. Cái mẫu hoa Reti này có lúc thì 3 lớp, có lúc 2 lớp nha cả nhà mình. Mình chăm sóc đầy đủ phân thuốc nó sẽ ra 3 lớp, còn thiếu chất dinh dưỡng nó rớt còn 2 lớp. Rồi Reti 150 hoa thơm. Tiếp 14, 14 cây 2 giống, củ dạng cơ bắp nè. Én 2 lớp và hồng ngọc 3 lớp màu hồng đậm xoay hoa to. Cây ghép tổng 7 bo. 7 bo mà có 1 bo hồng ngọc thôi nha. 6 bo én 150 ngàn. Số 15. 15 là rồng đen 3 lớp màu đỏ đậm cánh viền tím đen. Cây 7 bo 250 ngàn. Tựa dài. Đây mình thấy cái củ này, nhìn màu củ này, củ rất là già. Củ già mà rễ khỏe, mình thấy nó nuôi cái vàng bo của nó lên nè. Tựa ú ù, vàng lá xanh rì luôn, chứ không phải già mà dạng hết đát không nuôi nổi cái bo của mình lên nha. Củ già mà mình, cái bộ rễ mình rất là khỏe nha cả nhà. Cái củ già thế này mình chơi sẽ rất là an toàn. Rồi số 15, 7 bo 250 ngàn rồng đen. 16, 16 tiếp tục một cây dạng củ già nữa nè. Có nhiều khách sợ nói ôi củ già quá, nếu mà củ già rồi có nuôi bo nổi không. Đây em chứng minh cho mình xem, củ già mà vườn em chăm sóc tựa ra dài miên man luôn nè. Vàng lá người ta xanh rì chứ không phải là già. Già mà mình không chăm sóc đúng nó thì nó sẽ bị suy nha. Đây củ người ta già mà chăm sóc, mình thấy cái tàn lá nó nè. Cái lô củ này thì củ già lắm luôn. Già chơi sẽ an toàn hơn, cây non. Rồi số 16, 9 bo 250 ngàn. Ghép quang phát nam 3 lớp màu trắng. Trắng cái họng vàng nha, 3 lớp. Đây mình thấy chùm nụ nó đây cả nhà. Chùm nụ nó là trên 10 nụ nha. Em tiếp số 17. 17 là kiều diễm. Cái tàn kiều diễm kêu bằng là xuất sắc luôn, tán tròn lắm luôn nè. Mình nhìn trên xuống là thấy cái tán tròn quay luôn. Hoa 3 lớp màu hồng đậm viền trắng. Kiều diễm một giống hoa rất là rộ. Mã số 17 kiều diễm 10 bo 150 ngàn. Tiếp 18. 18 là long thành 3 lớp đỏ đậm. Đây là long thành 1. Long thành 8 bo 150 ngàn. 19 một lô nha cả nhà. 19 là tiếp tục có lô nè. Lô này 5 cây. 5 cây có 4 cây dạng trung bình. Còn 1 cây là củ to hoành gốc 60 luôn. Đây cây này thì nó bị ốc cạp nên em bỏ qua thanh lý cho mình luôn, em bỏ vô bán hàng này luôn nha. Cây này gốc to, khách có nhiều khách hỏi tại sao có cây to lộn vô thế này, lâu lâu thì ở vườn như nó có cây bị lỗi này kia em đẩy vô bán chung lô luôn.
mà lô bị lỗi sao thì em sẽ quay báo cho mình biết này nha. Củ không sao hết, chỉ phần trên nhánh này bị ốc cạp một đường như thế này nha. Em bỏ vô bán lô cho mình luôn. Lô 19, củ này củ to, hành gốc 60 luôn, cây ghép 5 bo tựa dài. Cái này về khách nào thích mình có thể zin liền luôn nha. Ghép giống Phú Văn, Phú Văn 3 lớp hồng sọc, Phương Lam Năm cũng 3 lớp hồng sọc, hai cái mẫu hoa nó hai cái nét đẹp khác nhau nha. Hai cái tên Phương Lam Năm và Phú Văn tựa dài. Rồi, tiếp của lô 19 ở đây, một giống hoa rất là rộ. Vĩnh Lộc Năm 3 lớp đỏ sọc. Vĩnh Lộc Năm. À, có vô hai bo của Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly cũng là đỏ sọc luôn nha. Cây hai giống tổng 7 bo. Rồi, tiếp một cây nữa. Cây này cái gì đây? Hai giống nữa nè cả nhà mình. Kiều Diễm 3 lớp hồng viền trắng, An Lạc 3 lớp vàng cam viền hồng hoa thơm nha. Cây mình 6 bo hai giống. Giờ có lô này nhiều giống dữ. Rồi, tiếp một cây kế nữa nè. Ngọc Diễm 5 cánh và hồng ngọc 3 lớp màu hồng. Cây 10 bo hai giống. Rồi, cây cuối của lô 19, mình có cây thần tài 5 cánh màu đỏ. Thần tài ghép 5 bo. Rồi lô này 5 cây, để coi 5 cây được mấy giống đây. 5 cây là mình được 9 giống luôn nha. Mua 5 cây, một lô này 5 cây mà được 9 giống hoa nha. 550.000. Mình xem lại giùm em ha. 5 cây 550.000 9 giống. Rồi tiếp cây cuối, nắng quá phải đậy cho nó như vậy nè. Nâng niu vậy đó mà còn sợ bị cháy nắng á. Rồi tới cái cây số 20. 20 cây cuối, 20 là cây củ quái. Đây, hình một con ếch đang nằm chuẩn bị cái tư thế là đang nhảy tới nè nha. Ghép giống Quyết Thắng 3 lớp đỏ. Quyết Thắng đang nụ quá tai luôn. Đây mình thấy hoa của mình, hoa thực tế luôn này nha cả nhà, 3 lớp đỏ đậm luôn nha. Cây đang nụ tựa dài, tán ra tròn. Đây hình cũ mình như thế này nha, cũ hình giống như con ếch. Cái hành cũ này á là 76 ha. Cây được ghép 6 bo giá 400.000, 400.000 một chậu như thế này, về có hoa ngắm liền luôn. Rồi hôm nay em giới thiệu mình tham khảo là 20 cây. Cả nhà mình xem, nếu thấy ưng ý cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ha. Em xin nhắc lại, em gửi hàng đường Bưu Điện và đường Tô Châu nha cả nhà. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.